Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Hà Nội bắt giữ hơn 4.000 bánh trứng chảy lậu đang gây sốt trên mạng. Chiều ngày 16 tháng 8, cơ quan chức năng Hà Nội phối hợp kiểm tra một số cơ sở ở quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện hơn 4.000 chiếc bánh trứng chảy nhập lậu từ Trung Quốc. Đây là loại bánh đang gây sốt trên thị trường. Tuy nhiên, đa số là hàng lậu, không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 8, đội 6 của Phòng chống tội phạm và môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 13 của Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại số 46, ngõ 93 trên 47 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội do Phạm Ngọc Ánh sinh năm 1988 làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4.000 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ xác minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, phổ biến nhất là loại bánh có tên nước ngoài là GC Liu Xin Su, hay tên thường gọi là bánh trứng chảy. Đây là một loại bánh mới xuất hiện trên thị trường, đang gây sốt trên mạng xã hội Internet qua các trang bán hàng online. Giá bán của thị trường loại bánh này dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng trên một hộp 6 cái bánh. Thực tế, giá nhập vào chỉ rẻ bằng 1/3. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, đội quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, loại bánh này đang gây sốt trên thị trường nên các đối tượng tìm đủ mọi cách để nhập lậu bán và bán với giá gấp 2, gấp 3 lần so với giá nhập vào. Theo tài liệu trinh sát của cơ quan công an, toàn bộ số bánh này được nhập lậu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch ở Lào Cai để đưa vào nội địa tiêu thụ. Vì không được cơ quan nào kiểm tra nên thế khẳng định loại bánh này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Đại úy Phạm Thế Anh, đội 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm và môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cách thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn, thay đổi phương tiện, thay đổi địa điểm tập kết hàng hóa. Về đến Hà Nội, các đối tượng thường phân chia xé lẻ đi ngay chứ không tập kết lâu ở một địa điểm. Qua các vụ bắt giữ gần đây, thủ đoạn chung của các chủ hàng kinh doanh thường giao bán trên các trang mạng để các khách hàng đặt mới bắt đầu chuyển hàng về. Vì quảng cáo rầm rộ là đảm bảo chất lượng cùng với bao bì bắt mắt nên bán khá chạy. Thế nên, trước sự chú ý của các lực lượng chức năng, thay vì buôn bán rầm rộ, chủ hàng chỉ tập kết một số lượng nhỏ lẻ, giá trị chỉ vài chục triệu. Nhưng việc nhập hàng diễn ra gần như đều đặn. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 8, phòng 6 Cảnh sát Giao thông Phòng chống tội phạm môi trường, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng của Nguyễn Hữu Cương, địa chỉ 26 ngách 64, ngõ 99 phố Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội, thu giữ 55 thùng bánh trung thu tương đương với 3.000 chiếc bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Được đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bần thần khi nhận tin dữ từ trường trung học quốc tế Gateway Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.